Xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị, các bác và anh em. Trước mặt các bác và anh em đây là một chiếc subwoofer đến từ thương hiệu là EV Electrovoid Passit 18V subwoofer NX118, dòng series là 9X các bác nhé, 9X chuyên dùng cho các bác làm đi phục vụ những chương trình là vừa như là yêu cầu cái chất âm rất là hay và đặc trưng của một số dòng loa châu Âu. Đây là một số cái hình thức ở bên ngoài. Hàng về trong tình trạng tương đối đẹp. Đấy, em có review và giới thiệu cũng nhiều bán hộ với toàn thể các bác. Con này là nó là thuộc trong những series mà hiếm nhá. Ngày trước thì nó nhiều, bây giờ nó hiếm. Và một thời gian nữa thôi thì nó này cũng rất là nhiều. Con này là model sản phẩm này. NX118 Magentina Electrovoid. Rồi, thì bây giờ sẽ đi vào cái phần nội thất của cái cổ loa này cũng như về cái hình thức bên ngoài. Hình thức bên ngoài còn tương đối đẹp. Tương đối đẹp nha. Đấy. Thùng hãng làm kẻ chỉ. Trên cọc một nụ cọc này. Đấy. Tay sách Electrovoid hàng dòng. Bây giờ sẽ unbox cái sản phẩm này ra cho các bác xem cái phần cổ loa. Đây là một con súp 18 inch, tức là bát 50. Công suất nó không lớn đâu nhé. Công suất nó khởi chạy chỉ có 400 đến 500W thôi. Chương trình là 800W và công suất peak là 1500-1600W khoảng đấy. Công suất nó không lớn nên là chúng ta chơi thì chỉ cần một cái âm đi hay là một cục công suất nó đâu đó công suất từ 400 đến 800W nó có thể chơi được con súp này. Thì giờ sẽ unbox ra và mời các bác cùng xem. Đây là cái phần cổ loa sau khi em đã tháo ra này. Nhìn vụ trông rất là bình thường thôi, nhưng mà nó lại làm được cái việc mà nhiều con loa súp khác có nằm mơ không làm được. Với công suất nó rất là hợp lý đâu, không lớn lắm. Đấy. Con này là mã của nó đây, Umbrex 8 ohm. Bát của EV thiết kế Electrovoid. Bản loa này là lần đầu tiên tháo thùng các bác nhé. Này bên trong là nó còn có một cái cuộn cảm để cắt cũng như là lọc bỏ những tần số dư thừa không phù hợp với loa súp. Trên này là có bông tiêu âm này. Đấy. Thùng gỗ ván ép này. Và nó có bạch dương đấy. Các bác xem. Loa súp của hãng và cái dòng súp châu Âu nó làm trông nó rất là cùi. Mở ra chả có gì nhưng tiếng đánh thì rất là hay. Hai ống thoát hơi có đường kính khoảng tầm 15cm. Rất lớn, rất to. Con này đánh thì nó thuộc dạng là kinh khủng luôn. Và lần đầu tiên tháo thùng nhé. Lần đầu tiên là cổ loa tháo ra khỏi cái thùng. Nhưng không rút dây rồi. Nó dây rất là to, xịn. Bãi xịn. Đó. Cái chiếc súp này mới thì trên thị trường đâu đó nó khá là căng tiền nha các bác ạ. Khá là căng tiền. Con này mà mua mới nên quanh phải tầm đôi chục một quả. Còn hàng bãi thì chắc chắn là nó sẽ tốt hơn, giá đẹp hơn rất nhiều. Súp đơn 18 inch. Từ bé không to, từ này khoảng 15-16 rồi đấy. Nhưng mà côn của nó thì xem nào. Con này là côn 65. Với dòng này thì công suất khởi chạy nó đâu đó khoảng 400-500W các bác nhé. 400-500W. EV. Nguyên zin, lần đầu tiên tháo thùng luôn. Đấy. Em sẽ lật ngược cái loa lại cho các bác xem cái màng loa. Để các bác xem. Giá mới 23.780.000. Ôi giời ơi, đắt khét nẹt nẹt luôn. Còn dưới đây là cái thùng số của loa. Cộng trừ 3 decibel là từ 50Hz đến 100Hz. Cộng trừ 10 là từ 35Hz đến 200Hz. Nhạy 96 dB, max SPL là 134, tần số cộng hưởng là 30Hz. Đó. Công suất khởi chạy là 400W, công suất chương trình là 800W và công suất đỉnh điểm là 1600W peak nhé. Đó. Là mã của bát đây. Trở kháng 8 ohm, trở kháng danh nghĩa và trở kháng tối thiểu là 6,7 ohm. Vật liệu thùng đây. Đấy. Nguyên cả cuốn dataset của EV. Thằng này đang có mới tại Việt Nam nhé.
hàng mới Việt Nam đang có mới, nó hơn 20 một tí. Còn là nếu như các bác mà chơi với hàng bãi này thì giá chắc chắn nó sẽ rẻ và dưới một nửa so với hàng mới. Còn nhiều cái sản phẩm nó còn xấu thì nó sẽ giá nó sẽ rẻ hơn. Còn tình trạng cái chiếc loa súp này thì tình trạng nó rất là đẹp. Con này thì nó có mỗi cái điểm đó là công suất nó không được lớn hẳn luôn, nhưng nó ra được cái nhịp đàn số đánh rất là êm và sâu, nó phù hợp với một số dòng loa cao cấp các bác chơi trong karaoke gia đình. Mà con này hơi bẩn nhá, bây giờ bắt đầu em mới vệ sinh nhá. 30Hz các quy RAM, các khi RAM server đàn số cộng ngược, lưới đi lưới electro void, tay sách đi electro void, hàng xịn. Quay này cho các bác xem, keo cổ côn bằng nhện nguyên zin hết, bát lần đầu tiên tháo thùng, lần đầu tiên tháo thùng, cậy bằng tay còn không lên được cơ. Bảo nhỡ mồm nói là phải tháo ra cho các bác xem cái bộ loa, nên cuối cùng là phải cậy hẳn lên này. Đấy. Keo chỉ này, soi chi tiết cho các bác anh em xem không? Các bác lại kêu là bán hàng điêu thì chết dở. Đây là cái keo hãng người ta gắn ở cái viền này. Đấy. Với một số con súp mà tình trạng nó còn mới thì là sờ đây nó sẽ vẫn còn dính, như cái này thì nó chỉ giữ thôi, đảm bảo độ bền trong cái loa thôi, còn không dính được nữa rồi. Đó. Thùng gỗ sơn sần này, đây gọi là sơn sần nhé. Gỗ ván ép, cụ loa đây, quay đi quay lại cho các bác xem. Đấy. Keo cổ côn bằng nhện, loa lần đầu tiên tháo thùng nên là các bác cứ yên tâm luôn. Đó. Ok nhé, các bác nào quan tâm đến cái chiếc súp bãi này thì alo cho em, giá hợp lý thôi.